Chào mừng toàn thể các quý vị khán thính giả đang nghe truyện trên kênh Audio Truyện Hay. Chúc các bạn có một ngày tràn đầy năng lượng và có những phút giây thư giãn khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh để tiện cho việc theo dõi nha các bạn. Truyện. Tổng giám đốc anh thật là hư. Phần 36. Không, mình không có giết người, không giết cô ta. Đầu óc cô trở nên trống rỗng sau đó không ngừng nói với người cảnh sát đang định bắt cô về đồn cô chủ cô hãy nghe tôi nói bây giờ cô đang có thai không được kích động đau lòng hay sợ hãi tất cả mọi tâm trạng của cô đều có thể ảnh hưởng đến đứa trẻ trong bụng hiểu không bà vương vòng tay ông chặt vũ nghe vào lòng nhẹ nhàng vỗ vai cô an ủi trời ạ à, sắc mặt trắng nhật của cô chủ thật dọa bà bà vương lo lắng đến rơm rớm nước mắt cô chủ là một người phụ nữ vô cùng tốt tại sao cảnh sát có thể cho rằng cô ấy là kẻ tình nghi giết người tuy đây chỉ là nghi ngờ nhưng điều này cũng làm vấy bẩn danh dự cô chủ bà thật sự rất đau lòng nếu không phải sợ làm ảnh hưởng tới cô chủ một bà già như bà cũng muốn đánh bay đám cảnh sát này không phải là lấy cây gậy gỗ đánh đuổi từng tên cảnh sát ra khỏi ngôi nhà này đám cảnh sát các người đang làm gì vậy chuyện còn chưa rõ trắng đen, các người dám ở đây khoa chân múa tay. Tranh cãi phỉ bám vu oan cho cô chủ chúng tôi. Nói cho các người biết, chuyện này nhất định chưa xong đâu. Đến lúc đó cậu chủ nhất định sẽ tới kiện các người, khiến cho các người bị đuổi việc, nằm nhà chết đói. Chính phủ giao cho các người chút quyền hành, các người đã không biết trời cao đất rộng. Muốn làm công bộc của nhân dân, trước hết các người phải học làm người đã nếu không nhờ những người dân như chúng tôi đóng thuế nuôi sống các người, thì bây giờ các người đã thành thứ gì? Đừng có ở đây giả bộ quyền cao chức trọng ép người quá đáng. Chú Vương tài xế bất chợt lao vào, tức giận hét thẳng vào mặt hai người cảnh sát. Chú Vương là một người thật thà chất phát, bình thường rất ít nói chuyện, hôm nay ông thật sự không nhịn được, vô cùng tức giận. Khốn kiếp, đám cảnh sát ngu ngốc này tại sao có thể vu oan cho cô chủ của ông? Người cảnh sát trẻ tuổi muốn phản bác, lập tức bị người cảnh sát già kéo lại. Chúng tôi làm như vậy cũng là vì công việc chung. Chúng tôi sẽ không bỏ qua cho bất kỳ tội phạm nào, tất nhiên cũng sẽ không bao giờ kết quan người tốt. Ông Vương không lên tiếng, nhưng ánh mắt nhìn chầm chầm về phía hai người cảnh sát. Được hai người lớn tuổi trong nhà tin tưởng, Vũ Nghê thật sự cảm động không nói nên lời. Phó Vũ Nghê, mày tuyệt đối không được khó chịu hoặc đau lòng, như vậy sẽ rất có hại cho đứa trẻ trong bụng. Hồi mang thai lạc giật, do cảm xúc của mày không ổn định nên đã ảnh hưởng đến con, bây giờ tuyệt đối không thể để đứa con bé bỏng này lại bị ảnh hưởng. Mày không giết người. Sự hiểu lầm này sớm muộn gì cũng được gỡ bỏ, cho nên mày không cần tức giận. Các người đã đồng ý chờ tôi cơm nước xong sẽ nói tiếp đúng không? Vậy tôi lên lầu nghỉ ngơi trước. Vũ nghe nhìn hai người cảnh sát quay đầu nhìn về phía ông vương bà vương bằng ánh mắt thoải mái hai người yên tâm cháu không sao dứt lời cô thản nhiên xoay người từng bước từng bước đi thẳng lên lầu sau khi tắm xong lại kiểm tra bài tập bọn nhỏ đã làm một lát sau rốt cuộc món thịt bò sốt tương cô muốn ăn cũng làm xong hôm nay trường học tổ chức hoạt động ngoại khóa nên bọn nhỏ không nhìn thấy chuyện xảy ra hôm nay cũng tốt tránh cho chúng bị sợ hãi Vũ Nghê không lo lắng gấp gáp, chậm rãi ăn món thịt bò sốt tương. Chuyện gì phải tới sẽ tới, có trốn cũng không thoát. Cơm nước xong, cô mặc áo khoác ngoài đi về phía cửa lớn. Đi thôi. Hai người cảnh sát liền vội vàng ra ngoài. Khi bọn họ chuẩn bị lên xe, trên bầu trời thuộc biệt thự nhà họ lạc vang lên tiếng cánh quạt chuyển động vù vù, đồng thời một trận gió lớn thổi tới, lá khô trong sân bay tứ tung phát ra những tiếng vang soạt xoạt một chiếc máy bay trực thăng từ trên trời đáp xuống chậm rãi vững vàng đáp xuống sân Vũ nghe hơi nhíu mày Lạc Ngạo Thực trở về hai người cảnh sát ngẹn hồng trố mắt nhìn chiếc trực thăng màu trắng vừa đáp xuống ngơ ngác nhìn một người bước xuống Lạc Ngạo Thực mặc bộ vết màu lam khí thế hiên ngang thẳng nhiên ông vợ vào lòng sau đó nhẹ nhàng nói bên tai cô đừng sợ có anh ở đây Cô lập tức vùi đầu vào trong ngực anh, giờ phút này những giọt nước mắt sợ hãi ấm ức tuôn rơi. Ông xã, em không giết người, em không giết người. Anh biết, anh biết. Hãy tin anh, không sao cả. Lạc ngạo thực vỗ vô vai cô an ủi. Vũ nghe dùng hết sức ông chặt lạc ngạo thực, bờ vai rộng lớn vững chãi của anh khiến cô cảm thấy rất an toàn. Xin lỗi, bây giờ cô phó Vũ nghe phải theo chúng tôi về đồn cảnh sát người cảnh sát già hắn giọng ho nhẹ một tiếng nhắc nhở lạc ngạo thực ra hiệu vũ nghê không cần lên tiếng tất cả đã có anh lo được rồi sau khi tới đồn cảnh sát đám cảnh sát cũng không vặn hỏi vũ nghê tất cả đều được luật sư ra mặt trả lời hơn nữa cục trưởng cục cảnh sát đích thân giám sát đề phòng cấp dưới sử dụng phương thức bạo lực hỏi cung tuy có luật sư giúp đỡ nhưng bất kể nói thế nào vũ nghê cũng không tìm được một người chứng minh Thời điểm xảy ra vụ án cô không có mặt ở hiện trường. Vì hiện trường vụ án phát hiện tại nhà riêng của nạn nhân, hơn nữa trong sổ theo dõi người ra vào của bảo vệ tòa nhà đều chứng minh. Trước đó Vũ Nghê đã ghé qua chỗ ở của Lâm Dương, hơn nữa còn xảy ra tranh chấp. Vì lúc ấy Vũ Nghê mặc quần áo rất dày, cộng thêm gương mặt xinh đẹp, lại từng là một MC nổi tiếng của đài truyền hình, cho nên muốn không bị mọi người nhớ rõ cũng là rất khó. Hơn nữa phòng vệ sinh của nhà nạn nhân sát với phòng vệ sinh của một người hàng xóm người hàng xóm đó có loáng thoáng nghe được tiếng hai người cãi vã cộng thêm sau khi trải qua những xét nghiệm ngoài một số sợi vải quần áo của vũ nghê còn có tóc của cô lưu lại hiện trường mọi thứ đều trùng khớp tất cả chứng cứ đều chỉ mũi nhọn về phía vũ nghê đối với cô vô cùng bất lợi nhưng luật sư của lạc ngào thực vẫn có cách nọc tiền bảo lãnh cô ra ngoài về đến nhà, cô lập tức lên tiếng giải thích với lạc ngạo thực. Em. Khoan hãy giải thích, điều em cần làm nhất bây giờ là nghỉ ngơi. Lạc ngạo thực vỗ vỗ vai cô, lần lượt hôn lên trán và môi cô, anh đi pha nước tắm cho em, tắm xong đi ngủ thả lỏng tinh thần, vũ nghe phiền não lắc đầu, hiện giờ làm sao em có thể ngủ được, cô nhắm mắt, hít sâu một hơi mở mắt ra nói, ông xã, tại sao em có cảm giác hình như đây là một cái bẫy đã sớm được giăng ra chỉ đợi em nhảy vào, sau đó người ta sẽ lập tức ra tay. Cho dù đây là một cái bẫy hay chỉ là chuyện trùng hợp, chỉ cần em không làm chuyện này, chắc chắn em sẽ không bị liên quan. Vũ Nghe Thống khổ nói. Nếu như thật sự có người gian bẫy đợi em nhảy vào, vậy chúng ta sẽ rất khó để tìm ra chứng cứ, xác suất tìm ra chứng cứ gần như bằng không. Ha ha, em quên rồi sao? Trước đây anh từng nói với em rằng, không có chuyện gì tuyệt đối chỉ cần bọn họ làm thì nhất định sẽ có sơ hở lạc ngạo thực cười thản nhiên nói cầm tay cô an ủi không phải em từng nói đó sao em tin vào pháp luật pháp luật sẽ bảo vệ người tốt nhắc tới chuyện trước đây vẻ mặt vũ nghê càng thêm ủ rủ nhưng anh cũng nói pháp luật không phải là tuyệt đối nếu trùng hợp chuyện không tuyệt đối này rơi đúng vào chuyện của em thì em nên làm gì bây giờ ha ha cũng có chuyện làm em phải sợ sao? Anh thật không tin. Lạc Ngạo thực chế nhạo nói, thuận tay vuốt ve mái tóc của cô. Cô từ trong ngực anh ngẩng đầu lên, trong mắt đen lấy sâu lắng mang theo giọng nói run rẩy. Sợ chứ, em còn có anh và con, còn chưa hoàn tất việc chăm sóc gia đình, sao có thể bỏ mọi người mà đi? Em sợ mình phải chịu oan, sợ pháp luật không bảo đảm được công lý và lẽ phải, ngoài ra còn rất sợ chết sợ mình phải vào tù. Nói xong, những giọt lệ trên khóe mắt cô lặng lẽ chảy xuống, sống mũi cay cay đến ửng đỏ. Nếu như không có anh và con, em sẽ không hoảng sợ như vậy. Nếu như chỉ có một mình em, ở nơi nào thì cũng như nhau. Anh nhanh chóng lau đi nước mắt trên mặt cô, tươi cười nói. Nói bậy, em cứ như vậy không tin anh hay sao? Đừng nói chuyện này không liên can đến em cứ coi như là em làm anh cũng có năng lực khiến em bình an vô sự giọng anh vô cùng thoải mái như một con thú nhỏ gặp nạn đôi mắt cô bừng sáng lên tia hy vọng thật sao anh có chứng cớ đúng không cô nắm chặt cánh tay anh khẽ hỏi lạc ngạo thực bỗng nhiên nháy mắt trốn tránh ánh mắt đang mong đợi kia không chỉ là anh tin chúng ta sẽ tìm được bằng chứng Niềm hy vọng bị dập tắt khiến ánh mắt của cô trở nên nhòe đi, cô cúi thấp đầu, khẽ cục mi nhìn xuống mặt đất. Bây giờ chúng ta mới nghĩ tới chứng cớ, càng tạo thời gian cho hung thủ tận tâm phá hủy. Dù không có chứng cớ, em cũng sẽ không sao, chưa từng nghe qua có tiền có thể xui ma khiến quỷ hay sao. Lạc ngạo thực chật nhíu mày. Ánh mắt người nào đó càng biểu lộ thêm nhiều uất ức, cuối cùng than thở khóc tròng luật pháp sẽ không chứng thực cho anh ha ha lạc ngạo thực chuyển sang cười khổ hỏng bét anh càng khuyên càng loạn chiêu an ủi này không có hiệu quả bây giờ anh chỉ có thể sử dụng một loại phương thức khác để cho cảm xúc của cô ổn dần rốt cuộc là những việc anh nói nãy giờ vẫn chưa khiến em hết mệt mỏi nếu như em cảm thấy mình chưa đủ mệt vậy thì chúng ta làm vài động tác vận động em thấy thế nào Lâu rồi anh không có vận động, anh đang kìm nén đến phát điên. Lạc ngạo thực đặt bàn tay to của mình lên người vũ nghe, bắt đầu mò mẫm xung quanh, cánh môi mỏng tà ác cũng dính sát vào chiếc cổ trắng nõn của cô, sau đó nhiệt liệt hôn. Gò má trắng bệt của vũ nghe chợt ửng đỏ, ngượng ngùng nhúc nhát lắc đầu, hai tay cô đẩy đẩy bả vai anh. Đừng, em, em mệt rồi, bây giờ, thật sự không được. Anh vốn chỉ muốn treo cô, nhưng khi hai tay anh vừa mới vuốt ve thân thể mềm mại kia anh thật sự muốn chiếm lấy mọi thứ toàn thân anh ức chế vì không được lấp đầy khát vọng anh thỏa mãn mình bằng cách hôn cô nhiều hơn gương mặt anh từ từ di chuyển trên cổ cô sau đó đi xuống phía dưới nhẹ nhàng cò cò xương quai xanh của cô bàn tay to chậm rãi đặt trên cặp núi đôi đầy đặn cách lớp áo lông sờ mó vuốt ve ở nơi mềm mại trời ạ à, anh rất muốn lật chiếc áo lông kia lên thật cao, lột ra thật nhanh, cẩn thận dây miết đụng chạm vào phía bên trong. Chỉ nghĩ đến việc cô mệt mỏi ngồi trên hai chuyến xe lửa mới về tới nhà, lại còn bị cảnh sát liên tục truy vấn, thể lực nào của cô có thể chịu nổi. Dù bị ham muốn khiến cho thân thể bức bối, anh cũng không thể không bận tâm đến cảm thụ của cô. Ngạo. Tương. Ừ. Thực khi đôi tay anh nồng nhiệt đốt lên lửa tình cho cô ở phía bên trong. Cô khẽ nấc lên hai tiếng run rẩy. Anh dừng lại quan sát gò má ửng đỏ và chiếc cổ mảnh khảnh. Miệng anh không ngừng phun ra hơi thở nóng bỏng xuyên qua làn da mềm mại của cô, sau đó dùng lực nhắm chặt hai mắt, vừa âm thầm nguyền rủa chính mình, vừa đến những dãy số trong đầu như điên. Cho đến khi bụng dưới của anh không ngừng ép mình đè nén ham muốn sôi trào, anh mới hỗn hển buông cô ra. Người nào đó chán nản lập tức xoay người, sải bước đi tới phòng tắm. Trước mắt cô là một màn sương mù, ngơ ngác nhìn bóng lưng anh. Anh ấy. Sao anh ấy lại có thể bỏ đi? Không lâu sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy ao ao. Chừng 4-5 phút sau, lạc ngạo thực mặc áo choàng tắm màu trắng, nhìn chầm chầm cái đầu nhỏ giọt của mình đi ra. liếc nhìn, nhưng vẫn đứng ở bên giường vũ nghe. Được rồi, em cũng mau vào tắm đi. Cô lướt vòng qua anh, từ trong phòng tắm lấy ra một cái khăn lông sạch sẽ. Em lau tóc cho anh, được không? Trước đây cô luôn rất bận biệu, chuyện như thế này có lẽ là lần đầu tiên. Ừ, không cần, để tự anh. Lạc ngạo thực giống như một kẻ dịch bệnh. Liên tục lui về phía sau mấy bước. Nhưng em muốn giúp anh lau tóc mà. Vũ Nghê cố chấp tiến lên, giơ cánh tay đem khăn lông trùm lên trên tóc của lạc ngạo thực thật là lạc ngạo thực phát ra một tiếng rên rỉ cộng thêm giọng điệu than thở không biết làm gì trời ạ à, da anh mát thật cánh tay cô tiếp xúc da thịt anh theo bản năng lên tiếng anh cảm thấy không thoải mái chỗ nào thân thể anh mát lạnh trong mắt mang đậm ham muốn của lạc ngạo thực hiện rõ trong con ngươi màu đen hướng về phía vũ nghe cau mũi một cái tức giận la ầm lên. Là em đang cố quyến rũ anh, còn anh lại không thể chạm vào, em nói xem, anh có thoải mái hay không? Đương nhiên là không rồi. Vậy thì thân thể anh phải rất nóng chứ? Sao lạnh thế này? Vũ nghe âm thầm nuốt xuống một ngụm nước bọt, trêu ghẹo hỏi. Chẳng lẽ, chẳng lẽ anh vọt đi tắm nước lạnh? Em đoán đi. Lạc ngạo thực tức giận hỏi ngược lại bởi vì cô đang cố ý hành hạ anh. Ha ha! Khuôn mặt u sầu hiện lên đầy mặt, rốt cuộc cũng phát ra tiếng cười to. Ừ, em vào tắm đi, anh còn có chút công việc cần xử lý ở thư phòng. Lạc ngạo thực vừa lau tóc, vừa đi tới cửa phòng. Trong thư phòng tương đối thoáng mát, để tránh thân thể lại hành khô lần nữa, có khi anh phải lau súng cướp cò. Tất nhiên anh cũng không muốn ngược đãi mình, xông vào phòng tắm để dội nước lạnh thêm lần nào nữa thân thể cô vừa mới chìm vào trong nước ấm còn chưa kịp hưởng thụ cảm giác thoải mái chiếc điện thoại đặt cạnh ly thủy tinh đã rung không ngừng vũ nghê mò mẫm với tay tới điện thoại nhắm mắt lại bắt máy alo số điện thoại này của cô rất ít người biết đều là bạn bè bên cạnh phó vũ nghê tôi là lâm hiên rành mạch nói ra từng chữ trong giọng nói không che giấu nỗi hận thù người đang nhắm mắt lập tức thanh tĩnh từ trong nước ngồi bật dậy lâm hiên chuyện của lâm dương không có liên quan đến tôi không có liên quan không phải trước đó cô đã đi tìm lâm dương phó vũ nghe tôi không ngờ tới lòng dạ của cô độc ác như vậy em gái tôi thích lạc ngạo thực quyến rũ lạc ngạo thực là nó có lỗi nhưng nó không đáng phải chết Sao cô có thể ra tay nhẫn tâm với nó? Lâm Hiên gửi nhẹ chất vấn, hơn nữa còn không kiềm chế được khóc thảm trong điện thoại. Lâm Dương mới 30 tuổi, cái tuổi vẫn còn thanh xuân. Tôi không có, đúng là tôi có đi tìm cô ấy, nhưng mà lúc tôi đi khỏi chung cư thì cô ấy vẫn còn khỏe mạnh, thậm chí cô ấy còn khiêu khích tôi kia mà. Khuyên nhũ không thành nên tôi mới phải đi trước. Cô đừng phủ nhận, cô chính là con quỷ giết người bởi vì lạc ngạo thực không còn yêu thương cô, cho nên cô mới giết nó. nếu không, tại sao cô không tìm được nhân chứng cho mình? lâm hiên chất vấn. tôi, tôi bị người ta nhốt trong khách sạn. có người chứng minh hay không? lâm hiên buồn cười tiếp tục chất vấn. vũ nghe dẫu dẫu môi. không phản bác được. sự thật là cô không tìm được nhân chứng cho mình, lạc ngạo thực đã phái người đi tìm khách sạn kia nhưng người phục vụ ngày hôm đó đã xin nghỉ việc cũng không còn liên lạc được hơn nữa các băng ghi hình ở trong khách sạn đều không tìm thấy giết người đền mạng phó vũ nghê tôi sẽ chờ pháp luật trừng trị cô lâm hiên ngang nhiên cắt đứt điện thoại vũ nghê ngấn lệ nhìn vào điện thoại nếu như lúc ấy cô có thể bình tĩnh nếu như lúc ấy cô không đi tìm lâm dương có phải hay không sẽ không mang nhiều phiền toái đến vậy là ai là ai đang hãm hại mình. Mình sẽ không vô duyên vô cớ bị người ta bắt đi. Người kia rõ ràng muốn mình không tìm được nhân chứng, nên mới bắt cóc mình vào nhốt trong khách sạn. Vũ nghe từ trong bồn tắm đứng lên, không được, cô muốn đi tìm lạc ngạo thực, đem đầu đuôi câu chuyện mà nói một lần, cùng anh cẩn thận phân tích. Khi cô đi tới cửa thư phòng thì cũng ngoài ý muốn nghe được một bí mật kinh người. Tổng giám đốc, chúng ta có nên giao ra người phục vụ và băng ghi hình hay không ở đầu dây điện thoại bên kia trợ lý lưu dò hỏi trải qua nửa ngày tìm kiếm rốt cuộc cũng tìm được người phục vụ ở khách sạn vũ nghê bị bắt cóc bây giờ bằng chứng đang ở trong tay bọn họ không cần băng ghi hình và nhân chứng chúng ta khoan hãy giao ra lạc ngạo thực gõ gõ mặt bàn cầm điện thoại lắc đầu một cái cứ để cho tất cả mọi người nghĩ rằng cô ấy là hung thủ cũng tốt cạch cửa thư phòng chợt mở ra vũ nghê đẩy cửa đi vào không hiểu nhìn lạc ngạo thực tại sao trong tay anh đang nắm giữ chứng cớ tại sao không chịu chứng minh trong sạch cho em vũ nghê cơ hồ là gào thét tại sao lại muốn biến em thành kẻ phạm tội lạc ngạo thực tại sao anh phải làm thế anh thu hồi điện thoại tiến đến gần cô dịu dàng hỏi không phải là em đang tắm hay sao mau trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi đã mấy ngày rồi em không nghỉ ngoan nghe lời anh chờ quản gia chuẩn bị cơm xong anh sẽ gọi em dậy không không cần cô dùng sức đẩy anh ra không hiểu tức giận quan sát anh tại sao tại sao không cứu em đây rốt cuộc là tại sao vũ nghe em phải tin anh một lần thôi có được hay không? Anh nhất định không hại em. Lạc ngạo thực giơ tay lên thề thốt, cố gắng ổn định tâm trạng cho Vũ nghe. Ông trời thật trêu ngươi, thế nào lại bị cô ấy nghe rồi? Anh có chứng cớ nhưng cũng không muốn cứu em, làm thế nào để em tin tưởng anh? Lạc ngạo thực, rốt cuộc làm thế nào để em có thể tin tưởng anh? Không khống chế được cảm xúc cô đành lui về phía sau mấy bước, trong mắt lặng yên mang theo nỗi đau vô tận anh ta. Chính anh ta cũng không cứu mình, mình còn có thể tin ai, nhìn ánh mắt đau khổ của Vũ Nghê, lạc ngạo thực không đành lòng thở dài. Vũ Nghê, em là vợ của anh, là mẹ của con anh, làm sao anh có thể hại em? Không hại em. Nhưng tình nguyện nhìn em bị cảnh sát bắt đi, bị mọi người trong xã hội hiểm lầm. Anh đã xem tivi chưa? Đã xem giấy triệu tập chưa? anh có biết bây giờ trên mạng internet nói em như thế nào không tình sát vợ chính không đấu lại tình nhân đánh mất tình yêu của người chồng vì quá căm phẫn nên đã giết chết người ta hiện giờ tòa án vẫn chưa định tội cô nhưng dư luận xã hội như muốn cắn xé nuốt chửng cô những lời đồn đại nhảm nhí đó sớm muộn gì cũng sẽ bị lãng quên không phải sao em việc gì cần phải để ý đến những đồn đại đó lạc ngạo thực nói đạo lý với cô đồng thời nói lên suy nghĩ của mình. Nếu như những lời đồn đại nhảm nhí này có thể bảo vệ an toàn cho em, trái lại anh hy vọng nó càng được thổi phồng càng nhiều càng tốt, càng giống sự thật. Cảm xúc của Vũ Nghe từ từ ổn định lại, nhèo mắt nhìn anh, lặng lẽ nói: để những lời đồn đại kia bảo vệ em an toàn hay gây nguy hiểm cho em, hay anh có ý định hãm hại em? Cô dường như đột nhiên hiểu ra điều gì đó. Sự việc đã đến bước này. Lạc ngạo thực cũng không muốn giấu giếm vũ nghe. Anh đi về phía cô, vươn tay vuốt ve cánh tay cô thử thăm dò, sau đó ông chặt cô vào lòng. Vũ nghe, em có nhận ra, em vẫn nằm trong sự nguy hiểm. Vũ nghe ngẩng đầu lên, đợi anh nói tiếp, vẫn. Ừm. Anh khẽ gật đầu, cúi đầu nhìn gương mặt cô, còn nhớ chuyện suýt nữa thì em bị tạc axit không? Chuyện bị tạc axit không phải sự cố ngoại ý muốn, mà vì có người muốn làm hại em vũ nghe cảm giác sau lưng đổ mồ hôi hột đúng vậy rất có thể có khả năng này đúng vậy là ai tại sao muốn làm như vậy vũ nghe đột nhiên cảm thấy đầu óc trống rỗng mờ mịt rất lâu sau chậm rãi nói vụ tai nạn xe cộ cũng là nhằm vào em đúng không có người muốn giết em nếu như ngày hôm đó cuộc hẹn của anh không bị hủy bất ngờ vậy người ngồi trên chiếc xe đó chỉ có một mình cô lẽ ra cô phải nghĩ ra chuyện này từ sớm tại sao có thể hồ đồ coi nhẹ chuyện này bản thân là người dẫn chương trình tin tức nổi tiếng tại sao có thể vô ý như vậy vũ nghê cúi đầu nhắm mắt lại đầu óc nhanh chóng nhớ lại lâm dương chết tại sao lâm dương lại chết tại sao cô bị hãm hại trở thành hung thủ giết hại lâm dương kẻ đó cũng muốn cô phải chết tại sao tại sao nhắm hai mắt lại lắc lắc đầu vầng trán xinh đẹp của cô nhíu lại đầy nặng nề bất chợt cô mở bật mắt ra ánh mắt mờ mịt phút chốc trở nên trong trẻo lạc ngạo thực có người phụ nữ yêu anh cô ta yêu anh cho nên không muốn cho những người phụ nữ khác đến gần anh bao gồm cả người vợ là em đúng chính là như vậy sau khi nói xong vũ nghe lập tức biết bản thân đã nói trúng vấn đề nếu không, tất cả những chuyện này hoàn toàn không có cách nào lý giải. Nhưng cô gái này là ai? Cô ta là ai? Bàn tay đút trong túi quần của lạc ngạo thực siết chặt thành nắm đấm, bắt đầu nói ra những suy nghĩ sâu xa trong lòng. Người anh phái đi đã tìm được người phụ nữ điên tạc axit vào người em hôm trước. Sau khi tra hỏi, cô ta khai rằng có người đưa cho cô ta chiếc bình axit đó. Kẻ đó nói rằng em là hồ ly tinh chuyên phá hoại gia đình người khác nên cô ta luôn theo dõi em ban đầu anh cũng nghi ngờ là do cô ta làm nhưng vẫn không hiểu nếu cô ta có ý định với anh thì nên tiếp cận anh chứ cần gì phải đối phó em cái chết của lâm dương cũng có thể là do người chồng muốn có được tài sản của cô ta nhưng cũng không loại trừ vì mối quan hệ quá thân thiết giữa anh và lâm dương đã kích thích người phụ nữ kia cho nên cô ta muốn giết lâm dương sau đó giá họa cho em như vậy sẽ nhất cử lưỡng tiện tiêu diệt được cả em và lâm dương vũ nghê tiếp lời anh nói ra ý nghĩ trong đầu mình em phân tích rất đúng nhưng anh muốn đính chính một chút anh và lâm dương thật sự không có gì lạc ngạo thực vội vàng giải thích loài chuyện như này không thể chậm trễ từ trước tới giờ cô vẫn không tin anh nếu không sẽ không vượt ngàn dặm xa xôi tìm lâm dương vũ nghê nhìn anh sau đó gật đầu vâng em biết lạc ngạo thực cảm giác trên đầu như vừa có một đàn quà bay qua kiểu trả lời này không thể khiến anh an tâm cô ta yêu anh nhưng anh không thích cô ta cô không lên tiếng trả lời chỉ im lặng nghe anh nói lạc ngạo thực căng thẳng nói trước giờ anh chỉ coi lâm dương như em gái vì cô ta muốn tiếp cận anh nên mới thu mua cổ phần của lạc bình anh tiếp cận với cô ta chỉ muốn điều tra Ừm, vậy bây giờ anh có thể đưa ra kết luận rồi, chắc chắn không phải là cô ta. Nếu không cô ta đã không chết rồi." Lạc Ngạo thực đau lòng nói. "Nếu như Lâm Dương chết là vì liên quan tới anh, vậy anh thật có lỗi với cô ta." Thật ra thì trước đó, anh đã điều tra ra được không phải là cô ta làm, anh cũng đã cố gắng tạo ra khoảng cách nhất định với cô ta. Lâm Dương chết đi, nói thật cô cũng rất buồn, giống như lời Lâm Hiên nói cho dù cô ta có lỗi cũng không nghiêm trọng đến mức phải chết một sinh mạng tràn đầy nhựa sống bỗng chốc biến mất nhưng cô cũng chỉ là một người phụ nữ nhỏ bé biết anh không phản bội mình thật sự không kìm được vui sướng uất ức cho anh quá phải dùng đến mỹ nam kế phô trương sắc đẹp đúng vậy anh thật sự chịu rất nhiều thiệt thòi nhưng để loại trừ tất cả những nguy hiểm ngầm bên cạnh bà xã thì có hy sinh sắc đẹp của bản thân anh cũng vui vẻ tình nguyện. Lạc ngạo thực vội vàng nói theo, dành công với vợ. Vũ nghe nguyết anh một cái, tiếp tục câu chuyện vừa rồi. Người phụ nữ kia là ai? Anh có biết là ai không? Rốt cuộc anh đã tổn thương sâu sắc người phụ nữ nào hả? Vẻ mặt lạc ngạo thực khó hiểu, nhíu mày. Nếu thực sự muốn thảo luận vấn đề này, thì người anh tổn thương sâu sắc nhất chính là em những người phụ nữ khác đều là cầm lên được thì buông xuống được trước đây khi chia tay với phụ nữ anh đều cho bọn họ không ít tiền bọn họ còn rất vui vẻ cơ trong lòng vũ nghê như có một vết thương đau âm ỉ anh đối với những người phụ nữ khác hào phóng như vậy sao so với một người vợ như cô còn hào phóng hơn rất nhiều rốt cuộc người này là ai anh có nghi ngờ người nào không là ai thật ra thì anh đã nghi ngờ một người trước đây còn cảm giác mơ mơ hồ hồ cảm thấy không chắc chắn nhưng qua cái chết của lâm dương anh phát hiện ra một đầu mối quan trọng về cơ bản anh đã có thể khẳng định rồi chỉ là người này hành động rất cẩn thận vô cùng cẩn thận anh nhất định phải tìm ra cách chỉ một lần tóm gọn được kẻ đó vì sợ kẻ xấu xa kia tiếp tục hại em cho nên anh tình nguyện để cho tất cả mọi người nghĩ rằng em là hung thủ vũ nghê hỏi lạc ngạo thực gật đầu mặc dù biện pháp này có hơi củ chuối không cần vũ nghê lắc đầu cái gì lạc ngạo thực không hiểu cô nói gì mà không cần em không muốn để cho người khác hiểu lầm em không muốn cõng trên lưng tội danh này em tình nguyện để bản thân lâm vào nguy hiểm cũng không muốn trở thành người để mọi người chỉ trích vũ nghê bước tới giải thích lạc ngạo thực không đồng ý vũ nghê em phải biết lòng dạ kẻ này rất độc ác em cũng không phải loại người chỉ biết ăn cơm mềm em là phóng viên nhiều năm như vậy có chuyện nguy hiểm gì chưa gặp qua em không sợ vũ nghê giữ vững cách nghĩ của bản thân nếu cô bị mọi người hiểu lầm là tội phạm tình nghi giết người chuyện đó sẽ khiến kẻ muốn hãm hại sau lưng cô được đắc ý ngạo thực anh đưa chứng cứ ra đi minh oan cho em đã lại sự trong sạch cho em. Không được. Lạc Ngạo thực kiên quyết từ chối. Điều anh muốn chỉ là an toàn của cô. Hiểu lầm sớm muộn gì cũng sẽ được hóa giải. Em phải biết phân biệt nặng nhẹ. Em biết. Em cho rằng danh dự quan trọng hơn. Nói vậy. Lạc Ngạo thực tức giận quăng ra hai chữ. Đối với chuyện này anh cũng không muốn gì nhiều. Mẹ. Mẹ. Tiếng gọi non nớt của bé trai và bé gái vang lên kèm theo đó là tiếng những bước chân từ trên lầu hai truyền xuống mẹ ba bà vương nói cả ba và mẹ đều không có ở nhà ba mẹ đi đâu vậy lạc giật vội vàng nói sau đó cậu bé và hoang hoang chạy ra từ hai căn phòng khác nhau nghe thấy tiếng gọi của con trai hai vợ chồng người trước người sau đi về phía cánh cửa mở cửa phòng đọc sách mẹ ba lạc giật lập tức lao đến bên cạnh ba mẹ rồi ôm chầm lấy họ Mẹ, chú, Hoang Hoang chạy phía sau lạc giật, cũng muốn ông hai người nhưng cô bé không còn chỗ. Vũ nghe ngồi xổm xuống, cẩn thận quan sát hai đứa trẻ, tại sao trên người hai đứa toàn đất cát? Hôm nay ở trường tổ chức hoạt động ngoại khóa gì? Các con có hoàn thành không? Mẹ, chuyện này chúng ta sẽ nói sau. Mẹ, tại sao mẹ lại biến thành kẻ bị tình nghi giết người? Con không tin, con không tin mẹ giết người. Dứt lời, lạc giật bật khóc hu, hu, cậu bé há miệng gào to. Hoàn toàn không để ý tới hình tượng nam nhi của mình. Đứng phía sau cậu bé, hoang hoang cũng khóc theo. Hu hu, con cũng không tin mẹ là tội phạm. Nhưng hôm nay ở trường học, các bạn đều nói chú có tình nhân ở bên ngoài, mẹ giết chết người tình nhân ấy. Bọn họ nói, nói chúng con sẽ biến thành những đứa trẻ không ba không mẹ. Hoang hoang đưa tay quệt nước mắt, nức nở nói tiếp lạc giật kêu bọn chúng câm miệng nhưng bọn chúng vẫn không ngừng nói lạc giật liền đánh nhau với bọn chúng mới nghe đến đây trái tim vũ nghe giống như bị vỡ tan tất cả đều tại cô mới khiến hai đứa con bé bỏng của cô bị mọi người coi thường bắt nạt mau lại đây cho mẹ xem con có bị thương không không ạ à. lạc giật lùi về sau một bước không cho mẹ kiểm tra mẹ mẹ mau nói cho con biết, mẹ có bị sao không? Ba, ba sẽ không thích người khác đúng không? Cậu bé ngẩng đầu lên hỏi ba mình. Vũ nghe oán cách nhìn lạc ngạo thực, anh bất đắc dĩ nhắm mắt lại, xem ra, anh chỉ còn cách trả lại sự trong sạch cho cô, trả lại sự trong sạch cho gia đình mình. Nếu không, chuyện này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến hai người lớn, mà còn ảnh hưởng đến hai đứa trẻ ngây thơ. Lạc ngạo thực gọi một cú điện thoại, sai trợ lý lưu mang người phục vụ khách sạn và băng ghi hình giao cho cảnh sát thời điểm vũ nghê bị đưa vào khách sạn cũng là lúc lâm dương bị sát hại dựa theo nguyên tắc này cô vốn dĩ không thể nào gây ra vụ giết người kia lạc tiên sinh chuyện này cuối cùng đã được điều tra rõ ràng loại bỏ vợ của ngài ra khỏi danh sách tình nghi cho nên mới nói xin ngài hãy tin tưởng cảnh sát chúng tôi chúng tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ xấu đồng thời cũng không bắt nhầm người tốt nếu như trong công tác điều tra đã gây ra không ít phiền toái cho vợ của ngài tôi đại diện cho tất cả những người đang phụ trách vụ án này ngỏ lời xin lỗi cùng phu nhân vì muốn tốt hơn trong việc duy trì an toàn đối với người dân xin ngài và phu nhân có thể bao dung và bỏ qua cho sai lầm này duy trì an toàn cho xã hội điểm này tôi có thể hiểu hiệp trợ công việc của cảnh sát chúng tôi cũng tiếp nhận nhưng mà Tôi lại không hài lòng với cách cư xử thô bạo của cảnh sát các người, nếu như không cẩn thận trong lời nói, sẽ trực tiếp khiến người vợ yêu quý của tôi bị xã hội bài xích, dù sao thì cô ấy cũng chỉ là một phụ nữ, mong manh dễ vỡ làm sao có hơi sức đi giết hại một người. Hơn nữa thủ pháp ấy vô cùng hung ác. Lạc Ngạo thực không vui chất vấn, anh có thể để cho người khác hiểu lầm vợ mình, nhưng tuyệt đối không để người khác tự bài xích và phán xét vợ mình. Đúng Đúng, ngài nói rất đúng." Cục trưởng của cục cảnh sát lập tức lên tiếng. Cho dù không nhìn thấy người, nhưng chỉ cần nghe được thanh âm nhỏ nhẹ bên đầu dây kia, cũng có thể đoán được ông ta bây giờ một mực cung kính, lúc nói chuyện còn không ngừng cúi người. "Xin ngài cứ yên tâm và tin tưởng, cảnh sát chúng tôi nhất định sẽ vì xã hội và nhân dân đưa ra một đáp án hài lòng nhất." "Tốt." Lạc Ngạo thực không chút để ý, sau đó cúp điện thoại hai đứa bé ngồi ở trước màn hình tv không ngừng chuyển kênh qua lại nghe ngóng tin tức thở phào nhẹ nhõm khi người ta công bố loại tên vũ nghê ra khỏi danh sách tình nghi sau khi cảnh sát điều tra và chứng thực mọi lời đồn đãi về cô phó vũ nghê là nghi phạm hoàn toàn là tin bịa đặt vụ án này không hề liên quan đến cô ấy đúng đúng mẹ của chúng ta là trong sạch hoang hoang hưng phấn đến khoa tay múa chân thành hình chữ y cái miệng nhỏ hoang hô không ngừng vạn tuế, các chú cảnh sát thật anh minh, chứng minh được mẹ của chúng ta trong sạch. Lạc giật đứng trên mặt đất tự như chú khỉ con, không ngừng lộn ngược đầu. Hiểu lầm đã được xóa bỏ, cảm giác nhẹ nhõm đi rất nhiều. Ha, hai cái bím tóc của hoang hoang thắt khó coi quá đi, bên cao bên thấp thật kỳ cục. Hoang hoang, để mẹ chải lại hai bím tóc cho con. Vũ Nghê ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa, gọi cô con gái đang đứng trước màn hình tivi. Hừ, bất kể nói thế nào, con trai con gái hô hào cảnh sát anh Minh, vậy thì cứ cho là bọn họ rất anh Minh đi. Hai. Cô gái nhỏ sờ sờ tóc của mình, cảm thấy rất đẹp mà. Mẹ, con thấy như vậy là được rồi ạ, à, không cần phải chải lại đâu. Lại nói, trời đã bắt đầu tối rồi. Con gái ngoan, mau tới đây với mẹ đã mấy ngày nay mẹ không thắt bím cho con rồi rất muốn chải tóc cho con có được hay không vũ nghê vừa nháy mắt vừa dẫu môi đi tới hi hi mẹ mẹ cũng ở đây bắt chước con làm nũng sao mẹ thật đáng yêu hoang hoang cười hì hì đi về phía mẹ thỏa mãn một chút khát vọng sau khi cởi ra hai bím tóc của hoang hoang động tác thành thạo của vũ nghê nhanh chóng vuốt lên mái tóc mềm nhũng hoang hoang có nhớ mẹ hay không dĩ nhiên con có rồi mẹ mấy ngày nay mẹ chạy đi đâu vậy vũ nghê khẽ nhéo má cô con gái cưng mẹ là đang hỏi mẹ ruột của con không nhớ tư vũ sao e hèm để con suy nghĩ đã mẹ mẹ tư vũ bây giờ vẫn như vậy sao có thể nói chuyện được không chú tạp tư đã nói là sẽ dẫn mẹ tư vũ đi chữa bệnh chờ mẹ tư vũ khỏe lên sẽ đón hoang hoang trở về sức khỏe của mẹ tư vũ là quan trọng nhất. Cho nên cô bé không thể la hét đòi mẹ tư vũ được. Bây giờ vẫn chưa, nhưng không sao, hãy tin mẹ, mẹ ruột của con sẽ nhanh chóng khỏe thôi. Vũ Nghê cầm hai bím tóc đã được thắt xong, hai lòng cười cười, ừ, nhỏ như vậy đã biết suy nghĩ. Ha ha, con hy vọng cả hai người mẹ của mình sẽ luôn bình an hạnh phúc. Hoang hoang chắp tay đặt trước ngực, thành khẩn cầu nguyện. Ai da? Chợt, cô bé kêu lên đau đớn. Tay trái nho nhỏ vuốt về cánh tay phải của mình, cách lớp áo tơ. Sao vậy? Chỗ nào bị thương sao? Cho mẹ xem một chút. Vũ ngây nhìn vào chỗ cô bé xoa xoa. Khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. À, không có, không có đâu ạ. À. Hoang hoang dùng sức lắc đầu, sau đó buông cánh tay xuống, giả vờ làm như không có chuyện gì rõ ràng là con bé đang nói dối, nhìn thế nào cũng không giống. Vũ Nghê bắt được cánh tay Hoang Hoang, kéo cao tay áo. À, Hoang Hoang muốn ngăn cản, nhưng không kịp nữa. Vết bầm tím hiện rõ trên cánh tay nhỏ của Hoang Hoang. Vết thương này là sao? Nói cho mẹ biết là có người đánh con đúng không? Không có. Nói mẹ biết ai bắt nạt con. Vũ nghe giống như những người mẹ khác, rất sợ con mình ở bên ngoài bị bắt nạt. Nhưng cô không phải không phân rõ, nếu như đây là lạc vật bị thương, cô cũng sẽ có biểu hiện như thế, ở bên ngoài không cho đánh nhau. Nhưng hoang hoang thì khác, con bé này cho tới bây giờ đều rất ngoan ngoãn, căn bản sẽ không thể đánh nhau, nếu có, nhất định là đứa trẻ nào đó khi dễ con bé. Hoang hoang yếu ớt lắc đầu một cái. Lui về sau hai bước. Mẹ, không có không có ai bắt nạt con cả nếu như con không nói thật với mẹ mẹ sẽ gọi điện thoại cho giáo viên hỏi rõ mọi chuyện rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rốt cuộc là người nào dám bắt nạt con gái của phó vũ nghê nhìn kỹ dấu bầm trên cánh tay của con gái vết thương này cô xót xa làm sao bởi vì hoang hoang xuất thân là cô nhi về tính cách có thể ngoan ngoãn hơn những đứa trẻ khác nhưng về cảm xúc tinh thần thì kém xa có thể là con bé bị khi dễ không có ba mẹ làm sao cô có thể nhẫn tâm để con bé thua thiệt mẹ con thật sự không bị gì hết mẹ không cần phải lo lắng cho con biểu tình trên mặt hoang hoang rối bời càng lúc càng chột dạ nhưng mà có người mẹ nào không nhận ra điểm khác lạ này của con cô càng muốn gọi cho giáo viên chủ nhiệm lớp hỏi rõ ràng vũ nghê mới vừa cầm điện thoại lên chung điện thoại di động đồng thời vang lên số điện thoại này là của giáo viên chủ nhiệm lớp bọn nhỏ giáo viên điện thoại tới có phải muốn giải thích vâng chào cô chẳng hay cô gọi điện thoại tới đây là để nói chuyện của hoang hoang vâng chào bà phó tôi nghĩ chuyện này tôi nên nói với bà thì tốt hơn hôm nay lạc giật và hoang hoang đánh nhau với năm đứa bé khiến cho chúng nó vỡ đầu vũ nghê để điện thoại xuống đôi mắt hạnh trận lên, trừng mắt nhìn hai đứa trẻ đang xem tivi. Cậu bé lạc giật bên cạnh luôn giả bộ vô tư thẳng thắn từ từ cúi đầu. Len lén nháy mắt với Hoang Hoang, để cô bé mau mau chạy tới vỗ về mẹ. Hoang Hoang bị dọa đến sắc mặt đỏ bừng, đầu óc rối tinh không biết nên nói gì. Nhưng cô bé biết hiện giờ người có thể lên tiếng chỉ có thể là mình. Nếu lạc giật lên tiếng, mẹ nhất định sẽ không nghe, kết quả bọn họ nhất định sẽ bị mẹ phạt thê thảm, rất thê thảm. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hoang hoang ngẩng đầu, lén nhìn trọng mẹ, nhưng vừa liếc mắt nhìn, lập tức bắt gặp ánh nhìn của Vũ Nghê. Ôi, mẹ vẫn đang nhìn mình chầm chầm, cô bé lập tức cục mắt. Sau đó mở ra. Cái gì phải đến nhất định sẽ đến, có tránh cũng không thoát nổi. Mẹ, con và lạc giật không sai, mấy bạn đó nói những lời rất khó nghe, rất đánh bị đánh. Hoang hoang dũng cảm kiên định nói. Vũ nghe nhìn gương mặt nhỏ nhắn không thừa nhận sai lầm, càng tức giận, không sai. Lạc giật đánh nhau với các bạn học khác, còn không những không ngăn cản còn xông vào đánh giúp, con còn nói mình không sai. Hôm nay là lần đầu tiên Vũ Nghê dùng ngữ điệu nặng nề nói chuyện với con gái, có thể thấy được tình hình nghiêm trọng. Khiến một người thường bị mẹ phê bình như lạc vật cũng có chút sợ Không được, nam tử hán đại trường phu người nào làm người đó chịu Mẹ mắng một mình cậu là được rồi, không thể mắng hoang hoang Mẹ, chuyện này là do con, hoang hoang chỉ sợ con bị bắt nạt thôi Xin mẹ đừng cách hoang hoang Lúc lạc vật nói chuyện, chiếc cầm nhỏ hất lên thật cao Rất có phong thái của người anh hùng Con tưởng mẹ sẽ bỏ qua cho con sao? đợi mẹ hỏi hoang hoang xong rồi sẽ tới lượt con. Tục ngữ có câu, cây nhỏ không nắng không thẳng, người không dạy sẽ hư. Nếu muốn hai đứa trẻ lớn lên trở thành người tốt, nhất định phải bắt đầu dạy bảo từ khi còn nhỏ. Phó Vũ nghe nghiêm mặt. Nhìn thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn của hoang hoang. Vì các bạn nói mẹ là kẻ giết người, sau đó lạc giật liền đánh nhau với các bạn, đúng không? Hoang hoang gật đầu, từ miệng phát ra câu nói không rõ ràng vâng vậy sao con không nói với cô giáo những chuyện như vậy con phải nói với cô giáo để cô giáo xử lý dù thế nào đi nữa hai đứa đánh bạn học là chuyện không đúng còn khiến các bạn bị thương hoang hoang đưa tay cuốn cuốn bím tóc vừa tết không cam lòng nói nhưng dù con có nói với cô giáo thì cô giáo sẽ xử lý thế nào ạ à? cùng lắm thì cô giáo cũng chỉ bắt bọn chúng xin lỗi chúng con là xong. Sau đó sẽ nói một đống đạo lý linh tinh nào là là bạn học phải đoàn kết yêu thương nhau, không thể làm tổn thương đến các bạn học khác. Mà những đứa trẻ hư kia cho dù nói lời xin lỗi với chúng con, nhưng trong lòng bọn chúng hoàn toàn không nhận lỗi, đợi cô giáo đi khỏi lập tức làm mặt quỷ với chúng con, bắt đầu mắng chửi chúng con, chẳng lẽ chúng con vẫn phải chịu đựng sao? biện pháp giải quyết tốt nhất chính là đánh cho bọn chúng một trận, vừa dạy dỗ được bọn chúng, vừa được hạ giận. Cô bé hoang hoang nhát gan giải thích, cơn giận trong người càng lớn hơn, cuối cùng hai tay siết chặt thành nắm đấm, hôi hôi trước ngực. Nhìn vẻ mặt căng thẳng của cô bé, đôi mắt mở to, như muốn đánh nhau ngay tại trận, dễ dàng thấy cô bé chính là một nhóc con bạo lực lời nói khoa trương của hoang hoang khiến lạc giật nổi lên ý nghĩ lấy bạo chế bạo hưng phấn phụ họa đúng vậy vừa nghe qua mẹ đã cho rằng con ra tay đánh bọn chúng trước thực ra lúc đó bọn chúng có bảy người cùng nhau xông lên vây quanh con từ đầu tới cuối con chỉ đánh hai người khiến hai người đó bỏ chạy không còn dám trêu chọc con nhưng năm người còn lại bình thường cũng rất thích đánh nhau bọn chúng vây xung quanh con Hoang hoang sợ một mình con không đánh lại đám bọn chúng bị bọn chúng bắt nạt nên xông vào giúp mang trên mình trọng tội lâm vào tình trạng nguy hiểm mà không biết con nhào vào lòng mẹ cầu xin cho giúp hoang hoang mẹ chuyện này không thể trách hoang hoang là hoang hoang sợ con bị bọn chúng bắt nạt nếu mẹ có giận thì cũng nên trút giận lên người con bỏ qua cho hoang hoang đi con định một mình nhận phạt nhìn hai đứa trẻ không biết hối lỗi đánh nhau còn có vẻ hưng phấn vũ nghê thật không biết nên khóc hay cười vâng lạc giật nặng nề gật đầu thật ra thì hoang hoang cũng không có làm gì chỉ vì sợ con ngã sắp xuống bị mấy bạn kia tiếp tục tấn công nên đã nhặt một gậy gỗ nhỏ lao vào vụt túi bụi mà thôi vũ nghê cho rằng lỗ tai của mình có vấn đề đưa tay ngoáy lỗ tai nheo mắt hỏi con nói gì chẳng lẽ đầu năm bạn kia đều là do hoang hoang đánh bị thương sao lúc này lạc giật mới giật mình hình như vừa nãy cậu đã nói ra tất cả sự việc không nên nói rồi chết rồi ôi trời xin lỗi hoang hoang không phải tớ cố ý hãm hại cậu đâu mặc dù hoang hoang không dũng cảm nhưng không có nghĩa cô bé nhát gan bản thân đã làm chuyện gì thì nhất định sẽ thừa nhận mẹ đúng vậy đầu năm bạn đó đều là do con đánh bị thương vết thương trên tay con không phải là bị người khác đánh mà khi đánh các bạn đó không may tự đánh trúng mình nhưng thực sự con cũng bị một bạn cắn một cái vào tay khi hoang hoang nói chuyện có hơi tự trách không phải vì đã đánh những bạn học khác mà là cảm giác mình quá ngốc nghếch lạc giật lần này tớ đã có kinh nghiệm rồi lúc đánh nhau không thể nương tay nương tay đồng nghĩa với việc mình sẽ bị thương đúng không cô bé quay đầu hỏi lạc giật tất nhiên lạc giật gật đầu phụ họa còn nhanh chóng phân tích giúp đúng vậy bất kể làm chuyện gì cũng không được yếu mềm nhưng nếu là đánh nhau trước tiên phải nghĩ thật kỹ rồi mới làm nghĩ xem rốt cuộc người đó có đáng bị đánh hay không nhất định phải nhớ kỹ không phải tất cả mọi người đều dựa vào nắm đấm nếu như có thể dùng lời lẽ khuyên giải hoặc giảng giải đạo lý khiến bọn họ tâm phục khẩu phục vậy chúng ta không nên dùng đến nắm đấm như vậy là lãng phí sức lực vậy người như thế nào mới đáng bị đánh hoang hoang không có kinh nghiệm trên phương diện này khiêm tốn học hỏi chính là những người không phục chúng ta trêu chọc chúng ta nhất định phải đánh đánh tới tấp đến khi bọn chúng phục thì mới thôi tất nhiên với những kẻ bắt nạt chúng ta không đánh thì thật có lỗi với bọn chúng. Lạc giật như một bậc bác học cao thâm, vô cùng tin tưởng truyền thụ kinh nghiệm cho hoang hoang. Nhìn hai đứa trẻ không để ý tới mình, bắt đầu nghiên cứu dáng vẻ người như nào thì nên bị đánh, vũ nghe cảm giác như muốn giết người. Vừa bước xuống lầu, lạc ngạo thực dung túng bật cười, không lo lắng, không sốt ruột, ngược lại vẻ mặt rất kiêu ngạo, ha ha, đứa trẻ như vậy mới giỏi. Mấy giây sau, Rốt cuộc vẻ mặt ngay ngốc của Vũ Nghê cũng khôi phục lại bình thường, phải đánh cho hai đứa trẻ hư này một trận. Bây giờ các con không những không biết nhận lỗi, không tự kiểm điểm, còn ở trước mặt mẹ thảo luận kinh nghiệm dạng người như thế nào nên đánh. Các con thực sự quá lắm rồi, không còn coi mẹ ra gì hả? Sư tử Hà Đông rống lên một tiếng, không, là mẹ rống lên một tiếng, hai đứa bé lập tức ngậm miệng, bốn mắt nhìn nhau lè lưỡi. Mẹ, Chúng con không có. Mẹ, chúng con không có. Mỗi ngày hai đứa trẻ đều ở bên nhau. Cho nên chỉ số ăn ý hiện giờ không còn ở mức độ bình thường, vừa mở miệng đã trăm miệng một lời. Không có. Không có cái gì? Là không có đánh người hay không còn coi người mẹ này là quan trọng nữa. Vũ Nghê đứng bật dậy khỏi ghế sofa, xỏ đôi dép bông chạy về phía hai đứa trẻ, chuẩn bị dạy dỗ chúng một trận mẹ đừng đánh con mà, mẹ. Lạc giật như một con chuột nhắt, lập tức chạy khỏi chỗ ngồi. Mẹ muốn đánh người rồi, bây giờ cậu không chạy còn đợi tới bao giờ. Chẳng lẽ đợi mẹ đánh xong rồi mới chạy sao? Lạc giật. Con đứng lại đó cho mẹ Vũ nghe đuổi theo con trai, không ngờ thằng nhóc này dám trêu chọc cả mẹ nó. Hôm nay nếu cô không bắt được thằng nhóc này, tên của cô sẽ tự đọc ngược lại, nhóc con, đợi mẹ bắt được con, xem sẽ dạy dỗ con thế nào. Mẹ, đừng mà, bố, bố cứu con. Lạc giật chạy ra phía sau bố mình, tìm kiếm sự giúp đỡ. Ông xã, anh bắt thằng nhóc lại cho em. Vũ nghe vịn tay vào sofa, thở hổn hển nói. Thực sự cô rất muốn đuổi theo, rất muốn chạy tiếp, nhưng đã mệt đến không nhấc nổi chân. Được rồi, lạc ngạo thực lên tiếng đáp lời cả hai người cậu nhóc lạc giật cho rằng bố giúp mình, liền cười hì hì ông chầm lấy bố. Cảm ơn bố, để biểu thị lòng biết ơn của con, lát nữa con sẽ lau giày cho bố nhé. Cảm ơn con, con trai, quả thật bố rất muốn giúp con, nhưng bố thực sự không còn cách nào khác, bố cũng rất sợ mẹ con. Dứt lời, anh ngồi xuống sofa, đặt mông con trai lên đùi. Hai cánh tay như hai gọng kìm vây khốn, nháy mắt ra hiệu với Vũ Nghê. Bà xã, mau lại đây. Em muốn đánh thế nào, xin cứ tự nhiên. Nằm trên đùi bố, lạc giật giận đến bật khóc hu hu. Bố lừa con, bố dùng con để lấy lòng mẹ. Vũ nghe đi tới trước ghế sofa, bàn tay trắng như tuyết dùng sức vỗ vào cái mông tròn của con trai, dùng sức nhéo một cái. Á, à, lạc giật ngừng khóc thúc thích, phát ra tiếng gào như heo bị chọc tiết. Đau quá, bố, mẹ, bố mẹ thật độc ác thật sự rất độc ác. Vậy sau này con còn dám đánh người nữa không? Con nhỏ như vậy đã biết đánh người. Lớn lên không biết trở thành dạng người nào nữa. Đừng đánh, đàn ông con trai cầm lên được hạ xuống được. Bây giờ chỉ cần mở miệng ngoan một chút, nhất định sẽ giảm bớt nỗi đau trên da thịt. Bóp. Vũ Nghê phát một cái vào mông con trai. Vẫn còn nói nói như vậy sao, con hoàn toàn không nhận thức được lỗi của mình mẹ muốn con nghiêm túc nói xem bản thân đã sai ở đâu hu hu lạc giật càng khóc càng to không phải vì đau mà vì không biết bản thân đã sai ở đâu cậu thực sự không nghĩ ra chuyện này thực sự làm khó người khác mẹ mẹ nói đi con sai chỗ nào rốt cuộc là con sai ở đâu lạc giật khóc đến đau lòng khuôn mặt tràn đầy nước mắt con bướng con sai chỗ nào? Cái này mẹ để con tự suy nghĩ. Đứa bé này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói cho con biết, con nhất định phải nhận lỗi, nếu không mẹ sẽ đánh cho tới khi con nhận lỗi mới thôi. Con không phục, con không nhận lỗi. Mẹ, mẹ mới là người sai, con thật sự không hiểu con sai chỗ nào. Lạc giật vội vàng tỏ rõ thái độ, cậu có thể đùa bẩn với bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không dám chọc giận ba mẹ của mình hiếu thuận hai chữ này cậu có thể hiểu cũng kiên quyết đặt lên hàng đầu thấy vẻ mặt thành khẩn và kiên cường của con trai vũ nghê càng giơ cao tay do dự từ từ đánh xuống nếu như thằng bé không hiểu cô sẽ đánh cho tới khi nó hiểu cũng coi như không uổng công dạy dỗ bọn nhỏ muốn lấy bạo chế bạo cô càng phải cho chúng biết thế nào mới là đạo lý thật sự Hoang hoang vũ nghê nhìn sang người đang lo lắng cho tình hình của lạc giật sau đó chỉ vào nói to con nói cho lạc giật biết lạc giật sai chỗ nào hoang hoang nhìn mẹ trên mặt có chút mê muội hai mắt mở to khiêm tốn hỏi mẹ nếu như việc con và lạc giật đánh bạn vô cớ thì chúng con sai rồi ừ vũ nghê gật đầu một cái coi như lời nói của con gái lọc tai nhưng mà chúng con không hề vô duyên vô cớ đánh bọn nó, bọn nó chửi chúng con, mắng mẹ, chẳng lẽ chúng con không được ra tay. Cô bé nhìn chầm chầm vào mặt mẹ. Tự tin kiên quyết nói. Con. Cô không thể tin vào chính lỗ tai mình nữa. Hoang hoang, con luôn là một đứa bé ngoan, sao bây giờ lại thành thế này? Chẳng lẽ con cũng không biết con sai chỗ nào? Trên trán hoang hoang toát đầy mồ hôi, khổ sở nuốt nước bọt mẹ con thật sự thật sự không thể hình dung sai phạm này loạn rồi bọn nhỏ càng ngày càng loạn dù bọn nhỏ muốn duy trì danh dự cho cô nhưng cũng không nên dùng phương thức này ý thức khiến cho người ta tâm phục khẩu phục nếu cứ dựa vào võ lực để giải quyết vấn đề loại đạo lý này bọn nhỏ còn không biết lỗi trời ạ à, chẳng lẽ cô đã sai trong việc giáo dục con cái rồi sao chẳng lẽ cô không xứng trở thành một người mẹ lạc giật nằm ở trên đùi ba khóc lớn âm thanh càng lúc càng to hoang hoang vẫn nhìn chằm chằm vào mẹ hy vọng mẹ sẽ giải thích cho cô bé biết nguyên nhân là vì sao mẹ mẹ có thể nói cho con biết rốt cuộc là con làm sai ở điểm nào chỉ cần mẹ nói ra con nhất định sẽ sửa đổi điên rồi cô thật sự nổi điên vũ nghe kiềm chế cơn tức giận quay đầu về phía lạc ngạo thực con hỏi chú xem để chú nói cho con biết, rốt cuộc là con sai chỗ nào. Lạc ngạo thực trong nháy mắt không biết phản ứng ra sao, cộng thêm ánh nhìn của hai đứa bé, tâm tình anh càng mờ mịt. Một giây đồng hồ, hai giây. Chừng một phút sau. Trong đại sảnh vẫn yên lặng như tờ, không gian yên lặng khiến cho người ta cảm thấy kỳ quái. Nhìn thấy biểu tình của hai đứa nhỏ cùng với chồng mình. Cô không khỏi sốt ruột hối thúc. Lạc ngạo thực, anh đang nghĩ gì vậy? Anh mau nói cho bọn nhỏ biết đi. Đúng vậy, ba, ba nói mau đi, nếu con nhận thức được sai lầm, mẹ sẽ tha thứ cho con. Lạc giật dơ dơ tay lên, ở trước mắt ba mình lắc lư. Lạc ngạo thực vẫn không có phản ứng, anh tự nhiên rơi vào trầm tư. Chú! Chú đang nghĩ gì thế? Hoang hoang chạy tới bên cạnh, để cánh tay lạc ngạo thực. Hoa! ánh mắt của mẹ bây giờ quá hung dữ ở bên cạnh chú cô bé còn có cảm giác an toàn người nào đó thả lỏng hai chân điều chỉnh lại tư thế đang lúc mọi người mong đợi nghĩ sâu tính kỹ nói ừ chuyện này anh phải suy nghĩ một chút tổng giám đốc tập đoàn xuyên quốc gia giống như đang đọc diễn văn tầm mắt mọi người đều đổ dồn vào chăm chú lắng nghe nhất là hai đứa bé mắt cũng mở thật to vũ nghe chờ đợi lạc ngạo thực suy nghĩ chỉ ra những điểm sai phạm của hai đứa bé sau đó cô mới tiếp giáo dục lạc ngạo thực nhìn một lớn hai nhỏ tiếp tục nói e hèm rốt cuộc anh cũng không biết bọn chúng phạm phải lỗi gì a à, lạc giật đang ngồi ở trên thân anh nặng nề lắc lư cái đầu a à, hoang hoang phía sau chạy tới gần giật mình há to miệng có một người mẹ không biết nói gì vẻ mặt lạnh băng chỉ vào phía cửa chính đi ra ngoài ba người các người mau đi ra ngoài cho tôi đáng giận bọn nhỏ không biết còn có thể lý giải thế nào anh ta cũng vậy không không đúng anh ta là đang công khai khiêu khích mình để mình mất mặt trước mặt bọn nhỏ vũ nghê anh không cho rằng các con làm sai nói bậy thì phải trừng phạt nếu không cho bọn chúng một bài học bọn chúng lại tưởng con của chúng ta dễ bắt nạt trẻ con thì cũng có tôn nghiêm và tự trọng lạc giật và hoang hoang là đang bảo vệ tôn nghiêm của mình bảo vệ danh dự của em dạy dỗ bọn chúng một bài học thì có cái gì không đúng anh cảm thấy các con hành động rất đúng rất đáng khen ngợi lạc ngạo thực đồng thời đứng lên từng câu từng chữ nói ra trầm ổn tỏ rõ quan điểm của mình ba chú Ba thật là giỏi. Chú thật là giỏi. Lạc giật và hoang hoang dùng hết sức vỗ tay, hoàn toàn xem lạc ngạo thực là anh hùng để sùng bái. Lạc ngạo thực sờ sờ đầu hai đứa bé, ý bảo các con yên tâm. Hai đứa bé đương nhiên nghe lời thần tượng, lập tức ngoan ngoãn ngầm miệng. Lạc ngạo thực, anh giỏi lắm, anh cứ như vậy giáo dục các con đi, chờ cho các con trưởng thành, những quan điểm này của anh sẽ gây ra hậu quả vũ nghe nhìn một lớn hai nhỏ ở phía đối diện cực kỳ tức giận nói tốt bọn họ giờ cùng một phe bắt nạt cô với tình hình này thì khi trưởng thành lạc giật và hoang hoang sẽ là những đứa trẻ đầy nghị lực và kiên cường đối với sự việc chúng nó đều biết nhìn xa trông rộng lạc ngạo thực tương đối kiên định giải thích cô rất ghét giọng điệu chắc chắn này của anh khiêu khích nói lạc giật và hoang hoang còn chưa lớn lên làm sao anh biết chúng nó sẽ không xấu xa hừm những câu anh vừa nói không nên khẳng định tuyệt đối như vậy anh công khóe môi lộ ra hàm răng trắng đều hãy tin anh lúc anh còn nhỏ không biết đã bao nhiêu lần cùng bùi tạp tư đánh lộn với những đứa bé hư em xem anh và tạp tư có học thói xấu nào không không có đúng không ha ha nhớ tới lúc nhỏ anh và tạp tư cũng rất giống lạc giật và hoang hoang bây giờ. Đều là anh đem cuộc ngã đối thủ, còn tạp tư cầm cục gạch đập thẳng vào đầu người ta. À, giờ thì em đã hiểu. Cô nhìn anh một chút, lại nhìn sang con trai. Hừm, ánh mắt của bọn họ giống nhau như đúc. Giờ thì em cũng hiểu, cái gọi con hơn cha là nhà có phúc. Lạc ngạo thực buồn cười, khẽ cong khóe môi, sau đó lớn gan thừa nhận đúng vậy, con trai anh đương nhiên phải giống anh rồi. Ha ha, đúng vậy, con là con trai của ba, mẹ, mẹ cũng đừng trách con ai nha. Lạc giật cao hứng nhảy dựng lên, cậu thật sự rất vui. Hoang hoang tò mò nắm quần của chú, nâng khuôn mặt nhỏ bé hỏi. Chú ơi, chú Tạp Tư từ nhỏ cũng đánh nhau sao? Tạp Tư là cha dượng của cô bé. Dĩ nhiên là cô bé phải rất tò mò, cô còn muốn biết rất nhiều chuyện về chú tạp tư kia mà chú tạp tư của con thì khỏi phải nói tuyệt đối có thể đánh vỡ đầu của mười đứa trẻ hư dĩ nhiên mười đứa trẻ kia đều do anh quật ngã ồa wow, cha dượng của con thật giỏi hoang hoang hưng phấn nhảy lên vũ nghe nản lòng thoái chí nhìn tất cả những người trước mắt cô đầu hàng nói nhiều cũng chỉ uổng công cô chỉ muốn chỉ cần hai tay cô vuốt ve bụng của mình, từ từ hướng phía cầu thang. Con à, mẹ sẽ không quản bọn họ nữa. Gỗ mục không thể đẻo, mẹ có phí sức cũng chỉ uổng công. Nhưng mà con thì khác nha, cần phải nghe lời mẹ, nhất định phải trở thành một đứa bé ngoan. Chấm dứt suy nghĩ trong lòng, cô hả hê phá hư niềm hạnh phúc nhỏ của hai đứa bé và một người đang đứng đằng kia. Mới vừa rồi giáo viên chủ nhiệm lớp gọi điện thoại tới, ngày mai cần gặp phụ huynh chuyện này em bất kể rồi ngày mai anh đi đi hả lạc ngạo thực lập tức nhíu mày không phải chứ thế nào lại muốn gặp phụ huynh học sinh ha bọn trẻ đánh nhau chẳng lẽ không tìm phụ huynh lạc ngạo thực ngày mai anh lo mà vẫn lạc giật và hoang hoang tới nhận lỗi với cha mẹ của người ta đi cô tươi rói nhìn anh cười hiếp mắt Xoay người tiếp tục đi lên lầu. Ừ, hiện tại cô chỉ muốn đi ngủ. Chuyện hai đứa nhỏ không cần phiền phức đến cô, cảm giác này thật khỏe quá. Mặt mày lạc ngạo thực trở ảm đạm, quay đầu tức giận nhìn hai đứa bé. Không biết trời cao đất rộng, hay rồi, cũng vì hai đứa con mà ba phải đi nhận lỗi với gia đình người ta. Hai đứa bé lập tức thu hồi nụ cười, không hiểu nhìn ba. Ba chẳng phải lúc nãy ba còn khích lệ tụi con sao? Không phải còn thì thầm nói, lần tới gặp phải loại chuyện này, hãy nhờ đến ba giúp đỡ. Lạc giật sờ sờ cái trán, không hiểu tại sao ba mình trở mặt nhanh vậy. Bị con trai chất vấn, lạc ngạo thực chỉnh lại cà vạt, tạo ra dáng vẻ bề trên, nhìn hai đứa trẻ chỉ cao tới hông mình, nghiêm chỉnh nói. Hai đứa các con, nếu muốn dạy dỗ người khác, cũng nên xử lý đẹp mắt một chút mười lần thì cả mười lần đều bị cô giáo phát hiện thật mất mặt lần tới phải đánh làm sao để bọn chúng không dám đi mách lẻo với cô giáo phải khiến bọn chúng bị đánh mà không thể đánh trả như vậy mới coi là lợi hại hiểu không ồ ồ hai đứa trẻ ngây ngốc gật đầu liếc mắt nhìn nhau về sau bọn chúng nhất định sẽ nhớ kỹ điều này mùa đông trời tối rất nhanh vũ nghê mệt mỏi sớm đã tiến vào giấc mộng đẹp sau khi xử lý xong một số chuyện lạc ngạo thực đi vào phòng ngủ lặng lẽ bước tới cạnh giường cúi đầu nhìn gương mặt má lúng đồng tiền mỹ lệ của người phụ nữ đang say giấc ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mái tóc dài của cô ngửi hương thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc vị trí bên cạnh đột nhiên lún xuống vũ nghe liền mở to đôi mắt mơ màng ông xã anh vẫn đang lo lắng cho em sao nên mới mặc ủ mày châu lạc ngạo thực nhướng mày nói hoàn cảnh hiện giờ của em rất nguy hiểm, anh không yên lòng. Vũ nghe dịch người sát bên anh, vùi mặt vào trong ngực anh. Ông xã, có câu sống chết có số. Chúng ta đã trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn bình yên vô sự, rõ ràng số của chúng ta rất may mắn. Cho nên anh không cần phải lo lắng, em nhất định không có chuyện gì. Anh nhất định phải bắt được kẻ đã hãm hại em, nên hiện giờ anh không thể để em ở bên cạnh mình lạc ngạo thực lo lắng nói một cảm giác bồn chồn anh sẽ phái người bảo vệ em cũng tốt như vậy anh sẽ yên tâm hơn còn có thể đảm bảo an toàn cho chúng ta vũ nghê không phản đối thời gian này cực kỳ nguy hiểm kẻ địch trong tối bọn họ ngoài sáng bây giờ kẻ xấu là ai còn chưa biết được cô và hai đứa trẻ cộng thêm ông vương bà vương còn mấy người giúp việc có vẻ đơn độc Tuy trong nhà cũng có mấy nhân viên bảo vệ, nhưng những người này chỉ có thể đối phó mấy tên trộm cắp quèn mà thôi. Từ, ngày mai Tạp Tư và Tư Vũ sẽ tới đây, có Tạp Tư ở đây anh cũng yên tâm. Lạc ngạo thực tỉ mỉ sắp xếp tất cả. Thật ra anh đã bố trí vệ sĩ luôn theo sát cô từ rất lâu rồi, chỉ là không nói cho cô biết. Đêm hôm đó Lâm Dương gặp chuyện không may. Vũ Nghê bị kẻ xấu bắt cóc, nhưng vừa đến nhà trọ nhỏ kia lập tức được vệ sĩ giải cứu chỉ tiếc để cho tên bắt cóc trốn thoát nếu như bắt được kẻ đó có thể chứng minh rồi vâng vậy anh cũng phải chú ý an toàn em rất lo lắng cho anh ha ha lo lắng cho anh cái gì nếu như kẻ đó thực sự thích anh làm sao có thể gây tổn thương tới anh đúng không lạc ngạo thực nói đùa không muốn cô căng thẳng hơn nữa trong vụ xe nổ chúng ta vẫn có thể sống sót chút nguy hiểm này đối với anh mà nói đều là chuyện không đáng cầu trời phù hộ hy vọng sớm ngày có thể bắt được hung thủ giết hại lâm dương sáng sớm ngày hôm sau lạc ngạo thực đưa hai đứa trẻ tới trường sau đó liền bị mời thẳng đến phòng hiệu trưởng uống trà lúc này trong phòng còn có các bậc phụ huynh khác rất trùng hợp tất cả bọn họ đều là những ông chủ bà chủ trong giới kinh doanh Lạc ngạo thực không bước vào ngay, các bậc phụ huynh của năm học sinh kia đã căm phẫn ngút trời. Cùng đến đây với ý nghĩ muốn thảo phạt phụ huynh của lạc giật và hoang hoang. Họ nghĩ ba mẹ của hai đứa trẻ này không phải du côn cũng là lưu manh thông thường, nếu không làm sao có thể xuống tay tàn ác như thế. Đánh con người ta đến vỡ đầu mẹ tráng, hơn nữa còn là một cô bé. Trước tiên bọn họ dự tính sẽ kêu bồi thường tiền thuốc thang, phí tổn thất tinh thần không sao không sao đều là trẻ con thôi mà hôm nay đánh nhau ngày mai thành bạn không thể để hiệu trưởng nói con trai lạc tổng có lỗi như vậy bọn họ càng chết thảm hơn đừng như vậy có lỗi phải chịu trách nhiệm hiệu trưởng tôi cũng là vì trách nhiệm của người làm bố có lỗi phải chịu trách nhiệm nếu không sẽ không thể trưởng thành lạc ngạo thực tươi cười nhìn năm bậc phụ huynh chỉ là nụ cười kia khiến người ta không cười theo nổi, khiến người ta kích động muốn khóc. Thân là hiệu trưởng tất nhiên muốn giải quyết mọi việc êm đẹp. Sau này đỡ phải oán trách, các vị phụ huynh, chuyện là thế này, ngày hôm qua trong vườn trường xanh mướt thanh khiết, hai bạn học lạc giật và hoang hoang đang nghiêm cẩn quét rác, nhưng mấy đứa trẻ khác cùng nhau nói xấu mẹ của lạc giật và hoang hoang. Nghe những lời này xong, mặt mũi năm người kia đỏ bừng. Hết phần 36, mời các bạn nghe tiếp vào ngày mai, nhớ nhấn thích, bình luận và chia sẻ truyện giúp mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn.